Kênh Mai Vàng miền Bắc 123 xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là 14 tháng 7 âm lịch các bác ạ. Đấy, 14 tháng 7 âm lịch. Cây mai của chúng ta vào cái tháng trọng điểm của việc tạo nụ. Thì trong video hôm nay thì em quay video ra thăm vườn và cũng có một vài cái chia sẻ nhỏ với tất cả quý vị và anh em. Anh em xem để cho nó vui. Đấy. 14 tháng 7 tức là vào tầm giữa tháng 7 rồi các bác. Đấy. Đây là cây mai này thì em cũng chưa có thời gian để mà cắt chặn đọt các bác. Chúng ta bón phân cắt chặn đọt và chúng ta bón phân tạo nụ các bác nhé. Đấy. Cắt bỏ chặn đọt đi để mà cái cây nó dồn nhựa, tập trung nhựa, tập trung dưỡng chất vào quá trình tạo nụ, làm nụ chứ nó không tập trung dưỡng chất để mà bắn đọt tiếp. Nếu chúng ta không cắt chặn đọt thì cái đọt này nó cứ vươn dài ra và cái nhựa, toàn bộ nhựa của cây ấy, nó dồn tập trung dưỡng chất vào cái việc gọi là bắn đọt các bác nhé. Nó không có dồn dưỡng chất vào cái tạo nụ. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên cắt chặn đọt trong cái tháng 6 và tháng 7 này. Đấy. Cắt bỏ các cái đầu đọt non đi. Thì tùy theo các bác có thể cắt sâu vào trong, tùy theo cái form của cây. Chúng ta có thể cắt sâu vào trong hoặc chúng ta có thể cắt ra ngoài, dịch ra ngoài. Tết thì em muốn chơi cây gọi là nó cái phông tàn hơi rộng một chút và cũng mình chăm sóc thật tốt làm sao để mà cái cây nó đủ sức nó nuôi cả những cái nụ bên ngoài. Còn bác nào mà dạng cây bonsai thì chúng ta có thể cắt giật sâu nhé, cái cắt giật sâu bên trong hơn, tùy theo cái form cây, miễn làm sao chúng ta cắt cái cây mà nó nhìn cây nó tròn đều. Đấy. Chúng ta cắt chặn đọt và bón phân tạo nụ 10-60-10 các bác nhé, 10-60-10 hoặc là các cái loại phân khác tạo nụ khác mà có hàm lượng lân cao nó tương đương, miễn là cái hàm lượng bón phân mà nó có hàm lượng lân cao là được. Đấy, trong video trước thì các video trước thì em cũng chia sẻ rồi. Thì không biết tỉnh các bác thế nào nhưng mà miền Bắc thì hôm nay thì nó mưa rất là nhiều, mưa cả ngày luôn. Thì việc mưa xuống là nấm bệnh nó phát triển rất là nhiều các bác nhé, nấm bệnh ở trên lá. Đấy, thì các bác cần phải chú trọng phun thuốc cho cây. Đấy. Này, nếu mưa nhiều thì các bác cần phải phun cái hai loại trên phun trên lá để bảo vệ cái lá chống nấm bệnh các loại các bác nhé. Đó là phun Anchaco. Anchaco đó là cái áo giáp kẽm, nó giống như một cái áo giáp kẽm ấy. Chúng ta phun lên lá thì nó bảo vệ cái lá, nó hạn chế các cái loại nấm bệnh. Thế còn Anvin là thuốc bệnh phổ rộng, chống được rất nhiều bệnh, phòng và chống được rất nhiều bệnh. Đấy, vườn em thì thường phun cái Anvin này nó rất là nhiều các bác nhé. Đấy, thì các bác cũng nên bổ sung khi mà tạnh mưa, nắng ráo thì chúng ta cũng nên bổ sung Anvin và Anchaco phun lên lá để bảo vệ lá các bác nhé. Đấy, và chúng ta phun các loại phân thuốc thì em vẫn chia sẻ tới các bác rồi, là chúng ta nên phun vào buổi tối, chiều tối mát là nó tốt nhất. Còn chúng ta phun buổi sáng thì sau khi mà nắng ấy, vào mùa này nắng mà thì nó hay bị cháy lá nhá. Đấy, chính vậy chúng ta nên phun ở buổi sáng các bác nhá. Buổi chiều tối mát thì nó hay hơn nhá. Đấy. Đấy là phần trên lá các bác. Trên lá thì chúng ta mưa ở các bác tỉnh, các bác không biết là có mưa không, nhưng mà tỉnh em thì mưa khá là nhiều. Chính vì vậy chúng ta cần phải phun bổ sung các cái loại để mà bảo vệ các cái lá của chúng ta, nó hạn chế bị nấm bệnh. Nếu mà lá bị nấm bệnh mà chúng ta không phun chữa trị các bác thì nó ăn vào thân tay cảnh ấy. Khi mà bệnh ăn vào thân tay cảnh rồi rất là phức tạp các bác nhé. Đấy. Bệnh nó đã ăn vào thân tay cảnh rồi thì chữa trị rất là khó. Cho nên chúng ta cần phải phòng bệnh và trị bệnh ngay từ khi mà nó vẫn còn bệnh, nó vẫn còn mới phát triển. Đấy. Đấy là cái phần bệnh ở trên lá các bạn ạ. Đấy, khi mưa nhiều là rất nhiều nấm bệnh. Nấm bệnh ở trên lá là rất là nhiều. Đấy. Nấm bệnh trên lá rất là nhiều. Đấy, còn ở dưới rễ thì sao? Khi mưa nhiều thì cây mai, cái bộ rễ cây mai ấy, nó cũng hay bị ngâm trong cái nước nhiều ngày, nhiều giờ thì cái bộ rễ cây mai cũng rất là yếu, thì các bác cũng cần bổ sung cái dưỡng rễ N3M cho cây. Đấy. Đây. Các bác cần bổ sung cái dưỡng rễ N3M cho cây nhé. Thế trong tháng 6 và tháng 7 và tháng 8 này mưa nó ngoài miền Bắc nó khá là nhiều, thì chúng ta khi chúng ta tưới các cái phân tạo nụ hoặc là tưới các cái phân nuôi nụ nó lớn
Đây chẳng hạn như nuôi phân tạo nụ đây, 10 xong với 10. Thì vườn em tưới cho gốc cả phun và thỉnh thoảng phun và thỉnh thoảng tưới các bác nhé. Nếu mà chúng ta tưới thì thôi phun, hoặc phun thì thôi tưới. Hoặc nếu bác nào mà tạo nụ muộn thì các bác có thể là phun vào chủ nhật và đến giữa tuần thì chúng ta tưới cho cây. Các bác lưu ý là dùng liều lượng giảm hơn cái liều lượng của nhà sản xuất đưa ra nhé. Dùng các bác phun cũng chỉ 1 gram thôi và tưới cũng chỉ pha 1 gram thôi, hoặc thấp hơn 1 gram trên 1 lít nhé. Đấy. Lần tạo nụ này, chuyên gia tạo mầm hoa này, tạo mầm hoa cực mạnh này, đấy thì chúng ta nên tưới cái dưỡng rễ N3M này, bởi vì mưa nhiều là nó cái hàm lượng cái bộ rễ của chúng ta, cây mai nó rất yếu so với cây cảnh khác. Thế cho nên chúng ta cần phải tưới cái dưỡng rễ N3M để nó bảo vệ và tái tạo cái bộ rễ của chúng ta, bảo vệ cái rễ, nó hạn chế nấm bệnh. Và nếu cái bộ rễ non mà nó bị chết thì nó sẽ tái tạo bộ rễ các bác nhé. Đây là dưỡng rễ, bản thân cái dưỡng rễ N3M này thì nó vẫn là phân bón lá NPK các bác, và cái phân tạo nụ này thì vẫn là cái NPK. Đấy, vẫn là cái NPK nhé, bản thân nó vẫn là NPK. Nhưng mà cái NPK, cái đạm, hàm lượng đạm trong cái lân tạo nụ này là 10 các bác này. Đấy, còn hàm lượng đạm ở trong cái NPK đây là 11 này. Đấy, nó rất là thấp. Thế cho nên là anh em hoàn toàn có thể tưới vào được mà không lo nó cây nó bị vươn đọt nhé. Bởi vì cái lân trong cái lân tạo nụ này là 60 này. Đấy, cái lân trong cái hàm lượng cái phân tạo nụ này nó là tận 60 cơ. Nó sẽ khống chế được toàn bộ các cái hàm lượng đạm 10% rất là nhỏ. So với con số 60 này thì 11% trong đạm trong N3M so với 60 cái lân trong cái này thì cái hàm lượng đạm rất là nhỏ. Cho nên anh em cứ theo mình thì anh em cứ yên tâm. Thế còn mình chia sẻ thế thì anh em có thể là thấy hay thì áp dụng theo, mà thấy dở thì đừng có áp dụng theo. Đấy là vườn mình thì vẫn tưới cái N3M, dưỡng rễ N3M này. Bởi vì cái cây ấy, cây mai ấy, quan trọng nhất là cái bộ rễ của nó. Nếu như anh em để cái bộ rễ mà nó yếu ấy thì tất cả cái việc tạo nụ ấy, cái nhất là nó không hiệu quả. Cái thứ hai ấy, nụ nó có thành chăng nữa ấy, thì cái bộ rễ nó yếu ấy, sau ra Tết là cây rất dễ bị suy nhá. Đấy, rất dễ bị suy anh em nhé. Cho nên là việc cái tưới dưỡng rễ N3M là anh em nên làm định kỳ thường xuyên, đặc biệt là vào cái những cái tháng mùa mưa này là bộ rễ cây mai rất là yếu. Đấy, ra Tết sau khi làm nụ là cây tại sao rất hay bị suy, bởi vì cái bộ rễ nó yếu. Đấy, thì ngoài cái N3M thì bản thân nó là NPK, nó có 11% là đạm, 3% là lân, 2%, 2,5% là kali. Ngoài ra tại sao nó gọi là dưỡng rễ? Bởi vì nó có các cái thành phần mangan này, sắt này, kẽm này, đồng này. Đấy, những cái thành phần này ấy, nó giúp bảo vệ cái rễ của chúng ta các bác nhá. Bảo vệ cái rễ mai của chúng ta, nó hạn chế bị nấm bệnh cũng như là hạn chế bị nhiễm trùng tất cả các loại, hạn chế thối rễ rồi các thứ. Đấy, chính vì vậy là cái cây mai quan trọng nhất là cái bộ rễ. Chính vì vậy anh em nào mà quan tâm thì có thể là làm theo cái vườn của mình. Còn anh em nào mà cảm thấy nghi ngờ hay tất cả các thứ mà cảm thấy không ổn thì anh em làm theo cách của anh em, hoặc đi tham khảo một số vườn khác. Đấy, còn vườn mình thì mới chia sẻ anh em làm như nào được chia sẻ với anh em như vậy. Cái quan điểm là vườn mình làm như nào được chia sẻ với anh em như vậy. Một số anh em bảo tưới dưỡng rễ N3M và phải chọn từng cây, mình chẳng có chọn gì cả các bạn. Cái dưỡng rễ này nó là 11% đạm, nó tương đương với 10% lần đây. À, 10% đạm ở trong cái hàm lượng lân 60 này nó quá nhỏ, không có gì cả. Mà cây mai chúng ta quan trọng là cái bộ rễ, quan trọng nhất là cái bộ rễ. Các bạn không tưới vào cái bộ rễ, mưa nhiều này, ngoài Bắc mưa nhiều, mưa vài ngày, mưa cả buổi sáng hoặc mưa cả buổi chiều, thậm chí mưa vài ngày liền, cái bộ rễ cây mai cực kỳ yếu luôn. Đấy là mình, cây của mình còn làm cái thoát nước, công tác thoát nước rất là tốt nhé. Nếu mà cây mai của anh em mà còn làm công tác thoát nước không tốt, cây mai thậm chí nó còn suy, còn chết luôn ấy, chết úng nước luôn ấy. Đấy, nếu mà anh em làm thoát nước tốt mà chúng ta không chú trọng cái việc dưỡng rễ thì có khi là ra sau khi cây mai trổ hoa Tết ấy, sau khi cây mai trổ hoa Tết thì ra Tết là nó rất hay bị suy. Đấy là sao cây mai nó hay bị suy là như vậy. Anh em không chú trọng bộ rễ. Cây mai thì nó khác hoàn toàn với những cây khác, là so với cây si, cây xanh thì nó chăm sóc nó phải phân thuốc nhiều hơn. Đấy, một số anh em thì cũng than vãn là chăm cây mai nó vất. Thực ra thì nó là một cây hoa, anh em trước hết là chơi cây cảnh thì phải có cái niềm đam mê với nó. Còn nếu mình không có niềm đam mê thì cảm giác như là mình phải làm ấy, phải bắt buộc phải chăm sóc nó ấy, rất là vất vả. Còn mình thì cũng là người rất là thích cây cảnh và đặc biệt là thích cây mai vàng. Mình cũng công việc rất là nhiều, đi làm công ty rất là nhiều, nhưng mà chăm việc chăm mai nó rất là thú vị các bác nhé. Đấy, cây mai gần như là nó sống phân thuốc rất là nhiều. Đấy, phải nói là nó mà cây hoa nó phụ thuộc vào phân thuốc rất là nhiều. Thực ra không phân thuốc, không chăm bón gì thì cuối năm nó vẫn có hoa. Thế nhưng mà cái lượng hoa nó không có được nhiều. Cái thứ hai là cái chất lượng hoa nó không được đạt.
Đấy. Và cái thứ ba là cây mai nếu mà để lâu mà chúng ta không chăm sóc ấy thì nó hay bị suy. Đấy. Nó có trạng thái là bị suy cây, nó không như cây khác là nó bị suy cây các bác nhá. Đấy. Cho nên chúng ta cần phải chăm sóc định kỳ thường xuyên, liên tục. Đấy. Đấy, cho nên là bác nào mà chăm cảm thấy vất quá thì mình có thể bỏ cây mai đi, mình chơi cây khác. Đấy. Không có sao cả, có ai bắt mình chơi đâu. Đấy, cái than vãn là chăm cây mai tốn tiền rồi các thứ. Thì mình không chơi nữa thì không tốn tiền, không chơi nữa thì không mất thời gian, không phải chăm sóc nó. Thì mình than vãn để chi? Chơi đã chơi nó rồi thì trước hết là các bạn phải có thời gian, hai là có đam mê. Đấy. Mình thì cả vườn mai nhưng mà công việc thì làm rất là nhiều, mình làm cho mấy công ty cơ, nên là vẫn có dành thời gian để mà chăm mai. Thực ra phun thuốc thì đa số là phun vào buổi tối, thế còn khi tưới phân thì đa số tưới buổi sáng sớm, tưới phân tưới nước tưới buổi sáng sớm dậy sớm chút thì tưới cây, thế còn buổi tối chiều tối đi làm về thì là chăm lại phun thuốc được thôi, nó cũng rất là bình thường các bạn. Quan trọng là mình hiểu nó và chăm được nó thì cuối năm nó cho cái hoa cho mình lại là một cây rất là đẹp. Các bạn có chơi cây xanh hay là cây si hay cây tùng la hán có hàng tỷ đi chăng nữa thì buổi đến ngày Tết thì các bạn cũng không thể cho vào trong nhà để mà chiêm ngưỡng nó được. Còn cây mai nó khác, mỗi cây mà nó một cái đặc điểm, một cái vẻ đẹp khác nhau. Thế nhưng mà mình thích cây mai, sau khi chơi các cây cảnh kia thì bây giờ mình thích cây mai bởi vì chăm sóc nó cũng thú vị. Đôi khi nó khó cũng là cái thú vị các bạn. Đấy. Dễ đôi khi nhiều người chơi quá không thích, khó cũng là một cái thú vị. Đấy. Và Tết thì quan trọng là những cây như vừa nói rồi là những cây tiền tỷ đôi khi không cho vào trong nhà trưng bày được. Còn riêng cây mai lại trưng bày là một cái cây không thể thiếu trong nhà, cây mai, cây quất, cây đào, những cây hoa. Nói chung là cây mai và cây đào là những cây không thể thiếu ở trong nhà trong những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam được. Đấy, cho nên là rất là hay các bạn nhé. Ok, thì video cũng dài rồi. Thì trong video này thì em cũng chia sẻ một số cái nhỏ nhỏ như vậy để chia sẻ tới tất cả quý vị và anh em, những người mới tập chơi mai. Chúng ta vào kênh em để mà tham khảo cũng như là giao lưu. Thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp sau. Thank you.